Những thông tin chính sẽ có trong bản tin bóng đá Việt ngày 1 tháng 9. Lý do huấn luyện viên Popov và Văn Quyết vắng mặt trong đề cử V-League Awards. Cấp phép cho 14 câu lạc bộ dự V-League 1 2023-2024. U23 Việt Nam hứng khởi trong buổi đầu tiên trên sân Việt Trì. Chào mừng quý vị và các bạn đang trở lại với bóng đá Việt trên FPT Play. Trong bản tin số phát sóng đầu tiên của tháng mới hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp về những gì đáng chú ý nhất về đội tuyển U23 Việt Nam, về V-League Awards vừa diễn ra và bên cạnh đó là những giải đấu bóng đá khác đang diễn ra trên khắp cả nước. Mời quý vị cùng đến với thông tin chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, Veliza Popov chắc chắn là một trong những cái tên gây được nhiều tiếng vang nhất trong giới huấn luyện viên tại Naiwok V-League 1 2023. Sẽ không ai có thể xóa nhòa hình ảnh Đông Á Thanh Hóa của ông, chơi rất nhiệt, giàu cảm xúc và cũng không kém phần hiệu quả. Thế nhưng huấn luyện viên Bulgari này là hoàn toàn không có tên trong danh sách đề cử những huấn luyện viên xuất sắc nhất V-League tại V-League Awards vừa diễn ra. Và nó khiến cho những người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, chuyện gì thì cũng có lý do của nó. Các giải thưởng V-League Awards được công bố tối 31 tháng 8, khép lại mùa giải 2023 tuy ngắn nhưng nhiều dấu ấn. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel. Huấn luyện viên Bandovic của câu lạc bộ Hà Nội là chủ nhân danh hiệu huấn luyện viên hay nhất. Tại mùa giải vừa qua, Hoàng Đức ghi 5 bàn và có 5 kiến tạo, giúp Viettel cán đích ở vị trí thứ 3. Trong khi đó, dù không thể giúp Hà Nội FC bảo vệ ngôi vô địch, nhưng huấn luyện viên Bandovic vẫn được đánh giá cao ở khả năng xây dựng lối chơi và chèo lái câu lạc bộ qua giai đoạn khó khăn khi mất thủ quân Nguyễn Văn Quyết. Kết quả do hội đồng chuyên môn VPF lựa chọn, tuy nhiên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi vắng mặt hai cái tên là huấn luyện viên Veliza Popov của Thanh Hóa và cầu thủ đội trưởng Hà Nội FC là Nguyễn Văn Quyết. Trước thắc mắc của phóng viên FPT Play về tiêu chí lựa chọn các giải thưởng này, ông Trần Ánh Tú, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đưa ra lời giải đáp. Trong đó có rất nhiều tiêu chí, nhưng chúng ta thấy là hầu hết là đều có tiêu chí về mặt chuyên môn cũng như tiêu chí về mặt kỷ luật. Thì những tiêu chí mặt chuyên môn thì nếu như mà đạt chuyên môn nhưng mà có thể vi phạm những cái một số tiêu chí như tiêu chí kỷ luật thì sẽ không được đưa vào danh sách của bầu chọn. Văn Quyết thì chúng ta cũng biết là có cái bị liên đoàn kỷ luật cấm 8 trận, thì chính đấy cũng là nằm trong tiêu chí mà liên đoàn của tiêu chí của bình bầu, nên là cũng không có nằm trong danh sách. Huấn luyện viên Popov cũng vậy, cũng thực ra chúng tôi rất là tiếc trong trường hợp của huấn luyện viên Popov. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là về tiêu chí đặt ra là ông ấy lại có một vi phạm tiêu chí về kỷ luật, cho nên là nó không nằm trong danh sách. Trong khi đó, huấn luyện viên Banovic của câu lạc bộ Hà Nội cho biết nếu Văn Quyết được thi đấu trọn vẹn cả mùa, kết quả V-League Awards có thể đã khác. Nếu bạn đếm số trận anh ấy đã thi đấu so với số bàn mà anh ấy đã ghi được, thì anh ấy thực sự đã có một mùa giải thi đấu xuất sắc. Quyết thực sự là một cầu thủ quan trọng của chúng tôi, từ việc ghi bàn, kiến tạo cho tới việc là thủ lĩnh trên sân của đội bóng. Tôi tin nếu anh ấy chơi đủ các trận đấu, thì kết quả bình chọn của V-League Awards có thể sẽ khác. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong các số phát sóng của bóng đá Việt trước đó, thì chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, V-League 1 2023-2024 sẽ chính thức khởi tranh. Và có một tin vui dành cho 14 câu lạc bộ sẽ tham dự mùa giải này. Đó là tất cả các cái tên sẽ có thể yên tâm cống hiến vì đã được cấp phép thi đấu từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Cuộc họp để đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải vô địch quốc gia mùa giải 2023-2024. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam tham dự cuộc họp có ông Trần Anh Tú, ông Dương Nghiệp Khôi cùng với đại diện công ty VPF và các bên liên quan. Tiếp nối những nội dung tại phiên họp trước đó vào các ngày 15 tháng 8 và 24 tháng 8. Tại cuộc họp lần này, các thành viên đã tiếp tục làm việc với trọng tâm quyết định cấp phép cho câu lạc bộ tham dự giải vô địch quốc gia mùa giải 2023-2024. Theo đó, ban cấp phép đã thống nhất quyết định cấp phép cho 14 câu lạc bộ bóng đá tham dự giải vô địch quốc gia mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, đối với những câu lạc bộ được ban chấp hành phê duyệt áp dụng chính sách ngoại lệ tham dự giải vô địch quốc gia mùa giải năm sau thì được ban cấp phép kèm theo điều kiện hoàn thiện với các yêu cầu cụ thể như sau. Câu lạc bộ bóng đá Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam có trách nhiệm đăng ký và sử dụng sân vận động đủ điều kiện làm sân nhà thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2023-2024. Câu lạc bộ bóng đá Viettel, Công an Hà Nội, Quảng Nam có trách nhiệm hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp theo đúng văn bản cam kết của câu lạc bộ. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng có trách nhiệm hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ theo đúng văn bản cam kết của câu lạc bộ.
Thưa quý vị, sau chiến tích giành được chức vô địch U23 Đông Nam Á, sẽ có 10 tuyển thủ trong các cầu thủ này gia nhập vào đội tuyển U23 Việt Nam dưới trướng của huấn luyện viên Philippe Trouzier, chuẩn bị cho một thử thách mới, đó là chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2024. Các cầu thủ đang tỏ ra rất hứng khởi trong buổi tập làm quen trên sân vận động Việt Trì. Vào 19 giờ tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Trouzier đã bước vào buổi tập làm quen sân vận động Việt Trì, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại bảng C U23 châu Á 2024. Ban huấn luyện chọn khung thời gian tập luyện chung với thời điểm thi đấu chính thức để giúp các tuyển thủ thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và khí hậu tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau phần khởi động, chiến lược gia người Pháp đã chia toàn đội thành 3 nhóm để triển khai các bài tập về sức bật, tốc độ và phối hợp qua người trong phạm vi hẹp. Trong số 31 cầu thủ có mặt trên sân, chỉ có trường hợp của Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến là phải tập riêng dưới sự hướng dẫn của các trợ lý. 29 cầu thủ còn lại đều trong trạng thái thể lực và tâm lý thoải mái. Nhìn chung, các cầu thủ đều hoàn thành tốt giao án được giao với tinh thần quyết tâm cao. Trong buổi tập ngày hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã đón thành viên cuối cùng lên tập trung, đó là cầu thủ Việt kiều Nguyễn An Khánh trở về từ Cộng hòa Séc. Trong ngày hôm nay, toàn đội sẽ di chuyển trở lại Hà Nội và tập luyện trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Cũng liên quan đến tình hình lực lượng của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Philippe Trouzier đã có những thay đổi về mặt nhân sự ở giờ chót khi Trần Ngọc Sơn dính chấn thương và không thể tập trung cùng toàn đội. Tiền vệ lọt vào top 3 đề cử cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Naiwop V-League 1 2023 gặp phải một vết đau và sẽ không kịp trở lại vào đúng thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam tham dự các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2024. Đây là điều đáng tiếc khi Ngọc Sơn đã có một mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo đội bóng thép xanh Nam Định. Để thay thế cho trường hợp của tiền vệ này, ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam đã quyết định triệu tập Phạm Đình Duy của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng lên thay thế. Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng sẽ bắt đầu tập luyện từ ngày hôm nay 1 tháng 9 tại Hà Nội. Huấn luyện viên Philippe Trouzier sẽ có đầy đủ các học trò trong buổi tập luyện dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Đáng chú ý, ban huấn luyện quyết định lựa chọn buổi tập đầu tiên với đầy đủ quân số của đội tuyển là buổi tập kín, không có sự tác nghiệp của các phóng viên. Theo kế hoạch được công bố, buổi tập thứ hai của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào ngày mai, ngày 2 tháng 9, sẽ đón các phóng viên vào tác nghiệp trong khoảng 25 phút đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu giao hữu quốc tế với đội tuyển quốc gia Palestine. Trận đấu diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11 tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Thưa quý vị, bóng đá trẻ luôn là cái nôi, là cái rễ vững chắc cho sự phát triển của bóng đá tại mỗi quốc gia. Và nếu như chúng ta nhìn vào trung tâm huấn luyện PVF Công an Nhân dân thì hoàn toàn có thể yên tâm về những lớp kế cận của bóng đá nước nhà. Sau chức vô địch đầy thuyết phục tại vòng chung kết U15 quốc gia thì lứa U16 của lò này cũng đang thể hiện một phong độ rất thuyết phục. Thuyết phục như thế nào, chúng ta hãy cùng xem hành trình của họ tại giải giao hữu quốc tế đang diễn ra ở Trung Quốc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin ngày hôm nay. Bây giờ thì chắc là quý vị đã chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh rồi. Chúc cho quý vị sẽ có những ngày nghỉ lễ thật thoải mái và tràn đầy năng lượng để chúng ta bước trở lại công việc của mình. Còn bây giờ thì Hiếu Nghĩa và ekip xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau khi đánh bại U16 Man City ở trong trận đấu đầu tiên, U16 PVF gặp U16 Aspire ở trong trận đấu cuối cùng vòng bảng giải giao hữu Shanghai Future Star Cup 2023. Đại diện của Việt Nam cần có một chiến thắng để lọt vào vòng bán kết. Trong khi đó, đối thủ Aspire là một học viện nổi tiếng của Qatar có chất lượng hàng đầu châu Á. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông thể hiện sự tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo xanh chơi phối hợp ngắn, triển khai bóng từ phần sân nhà theo đúng triết lý của lò đào tạo PVF. U16 PVF mở tỷ số do công của Lê Phát. Bàn khai thông thêm bế tắc giúp cho các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu hứng khởi hơn. Họ có thêm hai bàn thắng nữa do công của Quang Tú và Văn Bách trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp đấu thứ hai, U16 Aspire đẩy cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cầu thủ PVF đã chơi tập trung để giữ thành quả. Thậm chí, trước khi hết giờ, Hoàng Khanh ấn định tỷ số 4-0 cho đại diện của Việt Nam. Như vậy, U16 PVF đã có được 6 điểm sau 2 chiến thắng và giành quyền vào bán kết Shanghai Future Star Cup 2023. Tại trận đấu muộn của vòng 6 giải U19 nữ quốc gia 2023 là cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Thái Nguyên TVT. Các cô gái Hà Nội hiểu rằng chiến thắng trước đối thủ là bắt buộc nếu họ muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành chức vô địch. Với quyết tâm cao như thế, Hà Nội liên tiếp dồn ép đối thủ trong hiệp đấu đầu tiên. Kết quả là đội bóng thủ đô có được 2 bàn thắng dẫn trước Thái Nguyên TVT và những người ghi bàn lần lượt là Hoàng Cúc cùng với Nguyễn Thị Thơm. Sang hiệp đấu thứ hai thì đội bóng thủ đô vẫn là những người chơi nhỉnh hơn và họ có bàn thắng do công của Thùy Nhi để định chiến thắng 3-0. Phong Phú Hà Nam tiếp tục duy trì được chuỗi trận ấn tượng.
khi đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 3-1. Như vậy, Phong Phú Hà Nam là đội bóng duy nhất toàn thắng sau 6 trận đấu ở giải U19 nữ quốc gia năm nay. Sơn La tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của mình ở giải năm nay khi bất ngờ đánh bại Than Khoáng Sản Việt Nam với tỷ số là 2-1. Ở trên bảng xếp hạng, ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Phong Phú Hà Nam, Hà Nội và Sơn La. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.